Sáng ngày 9 tháng 8, tại công viên khu phố 7, phường Hiệp An, ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một đã tham dự buổi cà phê sáng, trao đổi với nhân dân. Đây là hoạt động thường xuyên của địa phương, được tổ chức hàng tuần, luân phiên ở các khu phố trong khoảng thời gian từ 6 tới 7 giờ. Trong không khí vui tươi của buổi sáng đầu ngày, nhân dân và lãnh đạo địa phương đã cùng uống cà phê và trao đổi, trò chuyện, cởi mở với nhau. Những ý kiến đóng góp của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống đã được Bí thư Thành ủy địa phương tiếp thu và chỉ đạo các ngành chuyên môn liên quan giải quyết kịp thời. Được biết, mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân là một trong những mô hình hưởng ứng đề án nâng cao chất lượng cuộc sống, vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị do Thành ủy Thủ Dầu Một phát động và triển khai nhân rộng ở 118 khu phố trên địa bàn. Việc tổ chức buổi cà phê sáng trao đổi với nhân dân là cách làm giúp người dân cảm thấy thoải mái, không còn tâm lý đến chốn công quyền, nên nhiều vấn đề băn khoăn được nêu ra để cùng nhau giải quyết, tạo sự gắn bó giữa chính quyền địa phương với nhân dân, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân, thực hiện đúng ý đảng lòng dân và gần dân sát dân vì dân để xây dựng thành phố Thủ Dầu Một ngày càng văn minh, giàu đẹp.